Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ nói về chuyện chăm sóc con trẻ. Ai cũng muốn cho con mình có một chế độ dinh dưỡng thật tốt phải không nào? Nhưng sự thật là rất nhiều mẹ chật vật để bé nhà mình ăn đủ chất. Và mỗi khi bị bệnh hay muốn con tăng cường sức đề kháng thì còn khó khăn hơn. Lý do thường thấy là bởi vì các bé sợ uống thuốc, sợ đắng và khó nuốt phải không nào? Nếu vậy thì đừng lo, Thanh Tâm có giải pháp cho bạn rồi đây. Hôm nay trong chuyên mục hàng chất lượng giá ấn tượng của PharmaCity, Thanh Tâm muốn giới thiệu cho mọi người sản phẩm viên nén nhai bổ sung vitamin C cho bé Kids Vitasi. Viên nén nhai với hàm lượng vitamin C lên đến 200mg và hương cam thơm mát kích thích vị giác của bé. Đặc biệt lại hoàn toàn thân thiện khi không chứa phẩm màu nhân tạo, được xuất xứ từ Hàn Quốc. Sản phẩm dùng được cho bé từ 4 tuổi trở lên. Mỗi ngày sau khi ăn, chỉ cần cho bé một viên là đã đủ cung cấp năng lượng, giúp bé yêu có một sức đề kháng khỏe mạnh. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kids Vitasi hộp 60 viên nhai siêu tiện lợi đang được bán tại PharmaCity với giá 189.000 đồng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chúc quý khách hàng của PharmaCity thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.